thầy Tử Vi tìm ra thời điểm vàng, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được trời Phật ưu ái, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, thoát kiếp bần hàn, tiền vàng nước két, giàu sang dữ dội. Người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, thuộc mệnh Thổ, đại trạch Thổ, đất nhà lớn, tuổi Mậu Thân lạc quan tự tin và có sáng kiến mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tuổi này có trí thông minh cao, khả năng phản ứng nhanh và thích ứng mạnh mẽ với những thay đổi của môi trường. Vì vậy, họ có thể xử lý mọi vấn đề khẩn cấp và phức tạp một cách bình tĩnh và rõ ràng. Họ thích xã hội hóa và có trái tim ấm áp để họ có thể hòa hợp với những người khác. Tuy nhiên, họ thiếu ý thức trách nhiệm, họ xử lý mọi thứ hoàn toàn bằng cảm xúc của chính họ. Do đó, họ có thể không coi trọng những điều họ không thích một cách nghiêm túc và bỏ chạy sau khi phạm sai lầm. Thuộc hành Thổ của Can Mậu, tương sinh cho hành Kim của Chi Thân, nên người tuổi Mậu Thân may mắn được hưởng nhiều điều cát lành, có cơ hội đạt được thành tựu lớn trong cuộc đời. Trên thực tế, thành công chỉ thực sự đến với những người này khi họ có ý thức trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Họ luôn ấp ủ những hoài bão lớn lao với mong ước cống hiến cho xã hội ngày càng giàu đẹp hơn. Người tuổi Mậu Thân có bản mệnh thuộc nạp âm đại trạch Thổ, tức là đất nền nhà chủ về hiền lành, chất phác. Việc họ cáu gắt hoặc tỏ thái độ khó chịu với mọi người là điều gần như không bao giờ xảy ra. Họ sở hữu khả năng giao tiếp duyên dáng, có thể dễ dàng thuyết phục người khác. Các ngành nghề như luật sư, chính trị gia, doanh nhân sẽ giúp họ khai thác tối đa tiềm năng của bản thân. Với khả năng phán đoán nhanh nhẹ, người tuổi Mậu Thân không bao giờ để dục mất cơ hội khỏi tầm tay. Bên cạnh đó, họ cũng là người có tính cách linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến một cách tài tình trong mọi tình huống. Vậy nên họ coi những trở ngại là cơ hội để họ thể hiện tài năng. Những người tuổi Mậu Thân có một số thăng trầm trong sự nghiệp. Trong suốt cuộc đời, họ phải cẩn thận đừng đánh mất trái tim khi sự nghiệp của họ không suôn sẻ. Miễn là họ sống sót qua thời kỳ khó khăn, mọi thứ sẽ ổn. Tương tự, không được tự phụ khi công việc diễn ra tốt đẹp, hoặc họ có thể phạm sai lầm lớn nếu họ không đủ cẩn thận. Họ sẽ gặp may mắn trong sự giàu có. Trong phần còn lại của cuộc đời, họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp của họ và kiếm được nhiều tiền từ sự nghiệp. Ngoài ra, nếu họ có đủ tiền, họ có thể cố gắng đầu tư vào cổ phiếu, từ đó họ có thể nhận được lợi nhuận lớn. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải ngay sau đây. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng Giêng, tức tháng 1 âm lịch, rơi vào tiết Tân Xuân, người này thường có tính cách hoạt bát, năng nổ, có cơ hội nghề nghiệp, có nhiều cơ hội xuất ngoại, tiểu bệnh khó tránh. Vận mệnh của người này có sức khỏe tốt, sinh khí dồi dào, tính tình hào sảng, phóng khoáng và cũng rất ngay thẳng, có quý nhân nâng đỡ nhưng không thể tin cậy được công ơn của tổ tiên, cha mẹ. Anh chị em thì không thể không phụ công nhiều, tự lập là chính. Người tuổi này sẽ gặp thuận lợi khi phát triển sự nghiệp ở nơi xa hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi việc dễ thành công hơn. Đường nhân duyên của con giáp này không xấu, nhưng vẫn có điểm báo hao tài tốn của, nên cẩn thận hơn để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 2 âm lịch, rơi vào tiết Kinh Trập. Người tuổi này tính tình có phần hơi bướng bỉnh, tuy được ơn trên quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Những người tuổi này có cuộc đời không mấy tốt đẹp, là người thông minh, tài giỏi, có năng lực và cũng được gia đình ủng hộ, nhưng quan lộc không bền, không lâu dài. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 3 âm lịch, tức tiết Thanh Minh. Người này thông minh hơn người, trời sinh có nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn của để ăn, nên làm ra cũng được hỗ trợ đôi chút. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc và viên mãn, cuối đời vẫn được an nhàn. Cuộc sống của người này khá êm đềm, điềm lành gặp dữ cũng quá lành, tương lai rộng mở hanh thông. Những người tuổi này là những người có tài năng, kinh nghiệm và được đánh giá cao. Họ may mắn được sống một cuộc đời êm ấm, không phải trải qua nhiều vất vả khó khăn, mà họ được hưởng một cuộc sống sung sướng. Con giáp này được nhiều người yêu quý, luôn có quý nhân ở bên, lúc nhỏ có cha mẹ, anh chị em ủng hộ, khi lớn lên có bạn bè ủng hộ, có thể cùng những người bạn thân hợp tác. Sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội,
tuy kinh doanh rất tốt, nhưng bản mệnh nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không cao. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 4 âm lịch, trùng giao tiết lập hạ, những người tuổi này luôn bận rộn và dội dàng, có tài nhưng chưa chắc đã có phúc, bởi vì họ thông minh và tài năng, họ có thể có cuộc sống vinh quang, được mọi người biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, hay để tình cảm lấn át lý trí nên các khí đang xen, may mắn có quý nhân giúp đỡ nên vận trình không đến nổi tệ. Người tuổi này có sức khỏe tốt, ít khi ốm đau. Tuy nhiên, người này có phúc khí kém, không được gia đình nâng đỡ nhiều. Có trí tuệ luôn làm việc chăm chỉ, nhưng chưa chắc đã xứng với mệnh trời, làm nên nghiệp lớn khó thành. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 5 âm lịch, là tiết mang chủng, người này phải chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống và cũng trải qua nhiều biến cố lớn. Họ giàu nghị lực, có ý chí chiến đấu, nhưng con đường đến với hạnh phúc hơi âm u, đôi khi cũng vướng vào chuyện hao tài tốn của. Người này tự lập, không phụ thuộc vào người khác, tự nuôi mình. Con giáp này không được thừa kế tài sản từ cha, cũng như không được gia đình hỗ trợ nhiều, phải chịu nhiều vất vả, xuất thân lao động sớm, cũng kết hôn khá sớm. Thời trẻ khá vất vả nhưng người này không hề suy nghĩ bi quan, vì thế mà sống lạc quan, tốt tính khiêm tốn, ham học hỏi và thường giúp đỡ mọi người. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 6 âm lịch, rơi vào tiết Tiểu Thử. Người này tính tình thoải mái, vui vẻ, không lo nghĩ nhiều mà suy nghĩ tích cực, cuộc đời cát lợi, có hình sự hạnh phúc đang xen và hôn nhân viên mãn, hậu thế vinh quang và sung túc. Tham khảo lịch vạn niên, cung hoàng đạo này sống tự do, tự tại, không lo toan tính, bản mệnh được cha mẹ phù trợ, được anh chị em thương yêu, người này không quá tham vọng, không đạt cao lý tưởng, biết sống vừa đủ cho bản thân nên có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống ổn định, không phải gặp nhiều sóng gió trong cuộc đời, cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cái thân thiện. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 7 âm lịch, trùng với tiết hội mùa thu hoạch, nên người này có thể sống cuộc sống tự do, tự tại, không có nhiều lo toan, tuổi này được hưởng cuộc sống hạnh phúc, được gia đình nâng đỡ và giúp đỡ rất nhiều. Sự nghiệp tuy không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng cũng không thiếu thốn. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 8 âm lịch, rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi này có sự nghiệp vượng phát, có thể là làm nên nghiệp lớn, tương lai vô cùng rộng mở, phúc khí không giới hạn, nếu không giàu có cũng sẽ thành vinh hiển đạt. Người tuổi này có phúc tướng, cuộc đời sung sướng không nhiều lo toan, được gia đình hỗ trợ nhiều, có thiên từ tương phùng, tương ngộ, có quý nhân phù trợ, có nhiều phẩm chất tốt, là một người trung thực và khiêm tốn. Người tuổi này sự nghiệp được quý nhân phù trợ, bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những chức vụ cao, danh lợi đầy đủ, cuộc sống gia đình viên mãn, có người bạn đời thấu hiểu và cảm thông hỗ trợ nhiều để phát triển nghề nghiệp, con cái hiếu thảo ngoan ngoãn. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 9 âm lịch, trùng với tiết Hàn Lộ, người này tài giỏi tự lập, có lòng tự trọng cao, muốn tự lập không tin tưởng ai. Sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn trở ngại, dù đang trên đà thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào. Chuyện thì phi đeo bám, phúc ít, các có lúc dưỡng lúc thuận, lúc lại xuôi. Cuộc sống bình thường không có gì đặc biệt. Người tuổi này số mệnh thăng trầm bất định, khó đoán định. Tuy có thực tài, thông minh hơn người, nhưng cũng có nhiều tài lẻ. Tinh thần làm việc hăng say luôn cống vốn, ham học hỏi, có ý chí phấn đấu, nhưng cuộc sống không được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp thường gặp trắc trở trên đường đi. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm lịch, là tiết Lục Bát, người này có cuộc sống bình thường không có gì đặc biệt, nếu không có sự bình an thì khó mà đạt được thành tựu. Tuy hơi nhàm chán nhưng lại rất hợp với vận mệnh của cung hoàng đạo này, vì vậy chỉ dám làm những việc quen thuộc, sống an phận, không dám khám phá những chân trời mới, thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu quyết tâm chịu đựng khó khăn để gây dựng sự nghiệp. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 11 âm lịch, rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi này cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió, bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhìn cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Tuổi này tính khí có phần thất thường hay nổi nóng, nhưng tính thẳng thắn nên dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù cho mình. Là người có tài năng, họ không sợ ác bá, cường quyền, hay giúp đỡ người yếu hơn mình. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 âm lịch, là tiết Tiểu Hàn. Thời tiết lạnh giá khiến con người mất đi cảm giác an toàn, dễ thay đổi và chùn bước. Họ sống theo bản năng, không nhiều mưu mô. Con giáp này bẩm sinh đã có phúc,
gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương. Khi còn trẻ họ học hành chăm chỉ, gặt hái được nhiều thành công. Họ là những người con ngoan trò giỏi, như định mệnh đã sắp đặt sẵn. Những người tuổi này có địa vị cao trong xã hội và được nhiều người kính trọng. Cuộc sống của người này an nhàn, an hưởng tuổi già không phải lo nghĩ, suy nghĩ nhiều. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là một tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này là một tháng mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho tuổi Mậu Thân nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Sự nghiệp trong tháng có nhiều điểm sáng, cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, nhưng nếu vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó, bản mệnh hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sự đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Tài vận trong tháng 9 âm lịch này, dù cũng có khởi sắc nhưng chưa mạnh, nhìn chung con giáp này vẫn chưa thể thoải mái chi tiêu thoáng tay cho lắm. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, người tuổi Mậu Thân vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Về chuyện tình cảm trong tháng 9 âm lịch này, tuổi Mậu Thân có thể chọn bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có. Các cặp vợ chồng có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của nửa kia dành cho mình. Điều này có thể nâng cao hơn nữa mối quan hệ của hai bạn. Trong giai đoạn này, bản mệnh dễ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường. Việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch 2024, Tam hội thái tuế xuất hiện, báo hiệu đây là một tháng mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho tuổi Mậu Thân nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Trong quá trình làm việc, bản mệnh có thêm sự chủ động và song sáo hơn, không còn thụ động đợi đến khi người khác giao việc cho mới làm, cũng bớt phần do dự hơn trước. Tinh thần này rất đáng để ghi nhận và phát huy tài năng và sự sáng tạo của bạn sẽ được phát huy tối đa. Con giáp này sẽ có cơ hội được giao một số nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng. Bạn cần học cách nắm bắt cơ hội, chủ động giải quyết vấn đề, thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Sự hợp tác và giao tiếp với cấp trên cũng đặc biệt quan trọng. Bạn cần thiết lập các mối quan hệ cá nhân tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt báo hiệu không ít thách thức cũng song hành cùng với các cơ hội. Nhưng nếu vượt qua được, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó, bản mệnh hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sự đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Càng về cuối tháng thì áp lực càng tăng lên, đòi hỏi người tuổi Mậu Thân cần bình tĩnh sáng suốt mới không phạm sai lầm. Nguyệt lệnh Tuyệt tiềm ẩn những sự sa sút bất ngờ. Công việc có thể vốn đang thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn đụng đâu hỏng đó. Càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng con giáp này vẫn là người có thể quyết định sự thành hay bại của mình. Yếu tố vận mệnh chỉ là phụ. Một khi bạn đã quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Đồng thời, bạn hãy cảnh giác với những tranh chấp nơi công sở và chiêu trò của tiểu nhân, giữ vững nguyên tắc độc lập của bản thân đừng quá dễ dãi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tài lộc trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Mậu Thân nhìn tổng thể vẫn có những khởi sắc nhất định hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện chưa mạnh và rõ ràng, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, bạn vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Với người làm công ăn lương, bản mệnh vẫn còn khá áp lực về tài chính, chưa thể chi tiêu thoáng tay. Dù nguồn thu nhập đều đặn, song hàng tháng phát sinh quá nhiều chi phí bất ngờ, bao gồm cả sinh hoạt phí, chi phí nhà cửa, thậm chí cho các mối quan hệ. Bản mệnh nên xét về tổng thể vì thu nhập vẫn còn nhiều eo hẹp.
May mắn còn có Tam Hội lại giúp người kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật. Nhìn chung, doanh thu đạt mức khá, có thể tích lũy được khoản nhỏ, đề phòng những tình huống phát sinh bất ngờ còn chủ động xử lý. Lưu ý, nguyệt lệnh lâm đất tuyệt có thể mang tới những biến động lớn về tiền bạc. Hôm nay bạn có thể thu về lợi nhuận cao, nhưng chưa chắc ngày mai cũng vậy. Con giáp này vẫn nên có sự tính toán và cân nhắc cẩn thận. Kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Tiêu dùng hợp lý cũng là một trong những yếu tố quan trọng để có được vận may tài chính ổn định. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, Tam Hội cục cho thấy người tuổi Mậu Thân có thể chọn bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có. Người độc thân có thể gặp được người mình thích và có thể bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cân bằng cảm xúc để tránh quá phụ thuộc vào đối phương và duy trì suy nghĩ cũng như sự độc lập của riêng mình. Các cặp vợ chồng có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của nửa kia dành cho mình. Điều này có thể nâng cao hơn nữa mối quan hệ của hai bạn. Tuy nhiên, tháng này do nguyệt lệnh rơi vào cung tuyệt, khiến cho tính tình của con giáp này có phần cứng nhắc, bảo thủ, suy nghĩ bế tắc không thông suốt. Điều này cũng sẽ gây không ít trở ngại cho chuyện tình cảm đôi bên. Bạn cũng phải học cách trân trọng và cho đi tình cảm của mình thì mới có thể gặt hái được hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, tuổi Mậu Thân dễ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường. Đã vậy, nguyệt lệnh lâm đất tuyệt báo hiệu cơ thể bạn dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu như thể trạng đi xuống, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ngủ không sâu giấc, kém ăn, suy nhược thần kinh, ảnh hưởng cả đến công việc lẫn cuộc sống. Do đó, việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn. Hãy chủ động dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe của mình mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm, đừng chủ quan nhé. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Thân sinh 1968. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, những điều mong đợi sẽ có tín hiệu tích cực, sự nghiệp sẽ phát triển theo chiều hướng mới và đầy tính thách thức. Bạn nên có sự chuẩn bị để thoải mái đón nhận những điều sắp tới. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh có thể hoàn thành tất cả các mục tiêu đã định trước, có cơ hội thể hiện và ghi điểm mạnh mẽ trước cấp trên. Nhờ đó, quá trình nỗ lực thăng tiến của bạn cũng sớm có thu hoạch. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh có cơ hội làm giàu, kiếm tiền dễ dàng hơn, thu nhập được cải thiện, giúp giải quyết rất nhiều khó khăn tài chính trước đó như các hóa đơn, khoản vay nợ tín dụng. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh tích cực xây dựng mối thân tình với đồng nghiệp và nhận được sự tin tưởng, giúp đỡ bất kể lúc nào của đối phương. Môi trường làm việc hài hòa cũng giúp bạn hăng hái phấn đấu nhiều hơn. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tiến độ công việc đang tiến triển khá tốt, bản mệnh có thể hoàn thành vượt định mức đề ra. Bạn đang cho thấy năng lực chắc chắn của mình, cấp trên cũng đánh giá cao màn thể hiện xuất sắc của bạn. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh hãy cứ theo đuổi hết mình để đạt được điều bạn muốn. Sự quyết tâm là chìa khóa dẫn chòm sao này tới thành công. Đừng ngần ngại trước những thử thách, nếu không bạn sẽ mãi đứng yên một chỗ. Ngày 15 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh hãy tận dụng khả năng hùng biện của bản thân để khẳng định năng lực của mình. Tài ăn nói khéo léo và đi vào lòng người của bạn sẽ được phát huy triệt để và mang lại may mắn cho bạn. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, hiệu quả công việc được cải thiện khá rõ, có thể được sếp đánh giá cao. Đây là tín hiệu đáng mừng cho mục tiêu thăng tiến của bạn. Bạn nên cố gắng duy trì phong độ hiện tại. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Đây là một ngày rất phù hợp với công việc xây dựng chiến lược. Khi đã có những kế hoạch cụ thể và rõ ràng, chặng đường trước mắt của bạn trở nên bằng phẳng hơn, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nghiệp có một vài đột phá đáng kể dựa vào kinh nghiệm và năng lực của mình. Bạn có thể đưa ra những nhận định phân tích chính xác về dự án chung của nhóm, cũng được đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao.
Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tuần này có chính tài hỗ trợ, nên tài chính của tuổi Mậu Thân hứa hẹn có nhiều khởi sắc, công việc tuy vất vả, nhưng bù lại thì giúp cho con giáp này có được thu nhập ổn định và không còn phải cân đo đong đếm từng đồng như trước nữa. Bạn luôn biết cách để sớm cải thiện thu nhập cho bản thân, thành quả này là những gì bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được. Tuy nhiên, cho dù tiền có dư dôi hơn so với trước kia, nhưng bản mệnh cũng đừng tiêu pha hoang phí, bạn nên để một phần để sắm sửa những nhu cầu cần thiết, những phần khác để tiết kiệm đầu tư cho tương lai, cũng như đề phòng những trường hợp xấu có thể bất ngờ xảy ra. Dù có mải mê công việc và kiếm tiền đến đâu, tuổi Mậu Thân cũng cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Tuần này, bạn có thể sẽ mắc các vấn đề về đường tiêu hóa, cần chú ý việc ăn uống hàng ngày. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tuần này có thiên quan án ngữ. Trong vận trình của người tuổi Mậu Thân, bản mệnh chịu nhiều tác động tiêu cực, điềm báo tiểu nhân gây hại khá rõ. Bản mệnh cần thận trọng với mỗi lời mình nói ra, vì họa tự miệng mà ra. Vì thế, đừng vì một lời nói bất cẩn mà tự khiến bản thân gặp khó khăn trong việc gắn kết những mối quan hệ quan trọng tại nơi làm việc. Tuần này, việc hợp tác làm ăn kinh doanh của con giáp này cũng có thể gặp một vài trục trặc nhất định. Đôi bên có thể không hiểu ý nhau, dẫn đến những khúc mắc trong quá trình hợp tác. Một khi lòng tin bị lung lay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn chung của cả hai. Bù lại, trong tuần có ngũ hành tương sinh, giúp cho tình cảm êm ấm là điểm sáng duy nhất trong tuần. Với tuổi Mậu Thân, quan hệ của con giáp này với bạn đời của mình khá hài hòa. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhường nhịn nửa kia nhiều hơn, không nên làm mọi việc theo ý thích của mình. Có như vậy thì vợ chồng mới không nảy sinh bất mãn. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tuần này thiên ấn xuất hiện, giúp cho tuổi Mậu Thân ghi điểm. Nhờ sự khôn khéo trong các mối quan hệ, bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ai là những người tốt bụng, chân thành và ai là những kẻ ích kỷ chỉ muốn làm lợi cho bản thân mình. Nhờ thế mà bản mệnh có cách ứng xử cho phù hợp, không làm mất lòng ai, nhưng cũng không để ai lợi dụng. Tuần này, người làm việc kinh doanh cũng có thể nhận được những hợp đồng béo bở. Nhờ sự nhạy bén của mình, không ai phủ nhận được tài năng của bạn. Chỉ là con giáp này thiếu cơ hội thể hiện bản thân và được nhiều người công nhận năng lực của mình hơn nữa mà thôi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên dành thêm thời gian quan tâm tới gia đình mình. Đừng chỉ mãi mê với công việc như vậy. Bạn và nửa kia cần phải chú ý trò chuyện, giao lưu với nhau nhiều hơn để tăng sự thấu hiểu. Nếu không, việc bất đồng ý kiến sẽ xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tuần này, nhờ có tam hợp tương trợ, người tuổi Mậu Thân có cơ hội gia tăng tiền bạc nhanh chóng khi bạn ký kết được những hợp đồng làm ăn béo bở, hứa hẹn đạt lợi nhuận vô cùng khả quan. Có thể nói, việc kinh doanh của con giáp này đang có nhiều cơ hội ngon ăn, nên bạn đừng chần chừ mà lỡ dở thời cơ trời cho như thế này nhé. Tài chính tuần này dư giả, giúp bạn sẽ không cần bận tâm quá nhiều đến vấn đề tiền bạc, nhưng bản mệnh cũng không vì thế mà tiêu xài hoang phí. Bạn vẫn nên chú ý đến các quyết định mua sắm của mình, chớ nên tập trung vào các chi tiêu, mà tốt nhất bạn nên tiết kiệm ngay từ bây giờ. Về chuyện tình cảm trong tuần, quả sinh thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mậu Thân và gia đình tuần này rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Nhờ có gia đình ủng hộ, bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày. Tiếp theo là cẩm nang dưỡng vận cho tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp có nhiều điểm sáng, cơ hội và thách thức luôn song hành. Tài lộc có khởi sắc nhưng chưa mạnh, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu hồng, màu vàng. Con số may mắn 16, 63 và 82.
Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, dây tuổi Mậu Thân sinh 1968 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tý. Khi là đối tác kinh doanh, cả hai con giáp này đều năng động, tuổi Mậu Thân và tuổi Tý cùng chung quyền lực, trong khi tuổi Tý có cái đầu sắc sảo trong làm ăn và kiếm tiền, thì tuổi Mậu Thân cũng thích được nắm quyền lực trong tay. Điều thú vị là tuổi Tý đủ khôn ngoan và khéo léo, để cho tuổi Mậu Thân cảm thấy cũng đang nắm quyền. Nhìn chung, mục tiêu của tuổi Mậu Thân và tuổi Tý đều giống nhau, vì vậy họ dễ dàng hòa nhập để cùng phát triển. Tuổi Mậu Thân với tuổi Sửu. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau, bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Sửu muốn làm việc tập trung chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu, trong khi đó tuổi Mậu Thân chỉ tập trung vào công việc khi biết chắc kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Mậu Thân sẽ thấy chán ngán bởi tính thực tế và bảo thủ của tuổi Sửu, và hơn thế nữa còn coi tuổi Sửu là kẻ phá đám. Tuổi Mậu Thân với tuổi Dần. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn. Tuổi Dần nghiêm khắc và yêu cầu tuổi Mậu Thân phải làm việc nhiều hơn, trong khi đó tuổi Mậu Thân thích chơi nhiều hơn làm. Hai con giáp này nhanh chóng chán nhau bởi tuổi Mậu Thân coi tuổi Dần là kẻ thích làm bề trên. Trong mắt tuổi Dần, tuổi Mậu Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. Tuổi Mậu Thân với tuổi Mão. Tuy là đối tác kinh doanh, tuổi Mậu Thân và tuổi Mão cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Tuổi Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính và tuổi Mậu Thân cũng vậy, bởi người tuổi Mậu Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất tuổi Mậu Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác và khách hàng. Tuổi Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho tuổi Mậu Thân, còn tài chính chắc hẳn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. Tuổi Mậu Thân với tuổi Thìn. Khi tuổi Mậu Thân và tuổi Thìn cùng làm ăn với nhau, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức. Bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Tuổi Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn tuổi Mậu Thân. Đó có thể là may mắn của tuổi Mậu Thân khi được làm việc với tuổi Thìn. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này có thể cùng hợp tác, cùng phát triển, nếu họ biết cách tự điều chỉnh, nếu họ biết cách tránh những mâu thuẫn. Những tính cách trái ngược nhau có thể trở thành những điểm bổ sung. Tuổi Mậu Thân vốn ưa thích những điều mạo hiểm. Tuổi Tỵ khá cẩn thận và chăm chỉ khi họ tin vào mục tiêu mình đề ra. Tuổi Tỵ khá may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng đôi khi thấy ngán ngẩm bởi tính cách ham vui của tuổi Mậu Thân. Hai con giáp này rất dễ cạnh tranh giành vị trí người dẫn đường. Trong hai tuổi này, tuổi Tỵ làm việc nhiều hơn tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân với tuổi Ngọ. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba duy trì sự gắn kết và ổn định. Tuổi Mậu Thân thường bận rộn với những việc riêng, trong khi tuổi Ngọ thì mãi miết làm, và khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc, họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động, nhiều tiềm năng nhưng không ổn định, khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. Tuổi Mậu Thân với tuổi Mùi. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Tuổi Mậu Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Tuổi Mùi là người có tham vọng phát triển, có các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Tuổi Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng. Mặc dù thích quyền lực, nhưng cả tuổi Mậu Thân và tuổi Mùi đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh, do đó họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Mậu Thân với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, hai tuổi Thân dễ xảy ra tranh chấp để nắm quyền lãnh đạo. Mặc dù tuổi Mậu Thân luôn muốn vui vẻ nhưng cũng thích được nắm quyền, cho dù điều đó có nghĩa là sẽ bị gắn vào một nhiệm vụ cụ thể. Do đó, họ sẽ phải cố gắng để thỏa hiệp xem ai sẽ quản lý bộ phận nào để tránh xung đột với nhau. Tuổi Mậu Thân thường là những nhân vật nổi trội trong những cuộc họp mặt về kinh tế. Các khách hàng thích tìm đến tuổi Mậu Thân bởi cách ăn nói có duyên và tính hài hước của tuổi Mậu Thân. Nơi làm việc chung của hai người rất nhộn nhịp. Tuổi Mậu Thân là người ưa mạo hiểm, việc kinh doanh của họ có thể gặp thất bại hoặc được hưng thịnh,
nhưng với họ, đó luôn là con đường lựa chọn có nhiều điều thú vị. Tuổi Mậu Thân với tuổi Dậu. Trong làm ăn kinh doanh, hai hành tinh này lại khá ăn ý với nhau. Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để tuổi Mậu Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp tuổi Mậu Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Tuổi Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh của mình vào việc quản lý tài chính và ngăn cản tuổi Mậu Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tuất. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Mậu Thân sẽ giữ vai trò như người đứng đầu, tuổi Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân có khả năng thuyết phục khách hàng và tuổi Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuổi Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người, do đó, tuổi Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho tuổi Mậu Thân tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất vui vẻ và sôi nổi, việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhờ vào sự bạo dạn của tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, nếu biết kết hợp sức mạnh của cả hai tuổi Mậu Thân và tuổi Hợi, công ty sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng. Tuổi Mậu Thân thích lãnh đạo và thường là người đại diện cho công ty đi giao thiệp với khách hàng, thuyết phục mọi người vì có kinh nghiệm và khá bạo dạn. Tuổi Hợi là người làm việc chăm chỉ theo sự chỉ dẫn của người khác, nhưng sẽ cần biết cách để giúp tuổi Mậu Thân tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Quý khán giả thân mến, quả báo có nghĩa là bạn cho đi điều gì sẽ được đền đáp lại điều đó. Những gì bạn nhận được bây giờ dù tốt hay xấu đều là quả báo của bạn. Lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai có nói, ở đời vận mệnh của mỗi người tốt hay xấu không phải do ông trời định đoạt, mà do hành động của chính mỗi người. Ví dụ, làm việc thiện như phóng sinh, bố thí, làm việc thiện thì được quả báo tốt. Ngược lại, làm việc ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm thì thu hút những quả báo xấu, quả báo ở đời này. Có nghĩa là người làm việc ác sẽ bị nghiệp ác quật lại, người tốt thì sống yên bình cùng phước đức của bản thân. Có người nói, ngày nay người ta kiếm tiền không phải chỉ vì ăn uống giải trí sao? Chẳng phải là nhà cao, xe sang, chức vụ, nhân tình, phú quý danh vọng sao? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu những gì bạn làm vi phạm đạo quy luật tự nhiên thì sẽ trừng phạt bạn. Điều này được gọi là quả báo. Theo lời Phật giải, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là không báo thì thời chưa đến. Thời đến thì tất phải trả. Nếu bạn tích lũy việc xấu, làm nhiều việc bất chính, một ngày nào đó bạn nhất định sẽ sụp đổ. Có người nói rằng, quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm, ở độ tuổi từ 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước càng bình yên. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn. Một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc. Một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái những người bồn chồn, hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời và chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên yên bề gia thất. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài, danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài, danh vọng không thể đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Quả báo không đến sớm thì muộn, nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định, khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện tích đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Có người nghi ngờ nhân quả thiện báo ác báo, vì thấy người lành gặp nhiều thăng trầm, khổ đau, còn kẻ ác được thịnh vượng trường thọ. Luật nhân quả không phải thế hệ này thì thế hệ khác sẽ gánh nghiệp. Nếu như sống ác độc quá, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đừng xem thường luật nhân quả. Lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tự thân mà có được, hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín mùi có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý khán giả làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý khán giả đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc cải biến vận mệnh,
Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ác được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng, cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ác sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Trên đây là tử vi của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.